Chào mừng cô chú anh chị quý khách hàng đã trở lại với đại lý Toyota Hải Dương. Em là Lê Tuấn Vũ, phụ trách kinh doanh của đại lý Toyota Hải Dương. Đại lý Toyota Hải Dương bên em có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Số điện thoại hotline của bên em là 0343 834 834. Ngày hôm nay thì bên em mới về một chiếc xe Toyota Avanza, chiếc xe 7 chỗ số tự động. Hiện tại chiếc xe này là chiếc xe đã qua sử dụng. Khách hàng mới đi được 5 tháng thôi ạ. Thì chiếc xe này thì về hình thức cũng như là về chất lượng thì bên em sẽ là cam kết và bảo đảm cho cô chú anh chị quý khách hàng. Chiếc xe này hình thức và chất lượng còn rất là cao và rất là đẹp ạ. Lợi ích khi cô chú mua được chiếc xe này thì chiếc xe này đã qua sử dụng và giá thành so với lúc mua mới thì cô chú anh chị sẽ rẻ đi được 110 triệu ạ. Thì chiếc xe này khi mà khách hàng mới lấy tháng 7, tháng 8 năm ngoái thì đâu đó là 680 triệu và hiện tại bên đại lý em đang chào bán với mức giá là 570 triệu thôi ạ. Thì chiếc xe này hình thức và chất lượng thì còn rất là cao. Xe chạy thì hầu như thì mới được có 2 vạn và rất là ít sử dụng, chất lượng thì cũng còn rất là mới. Cô chú anh chị mua xe này thì rất là lợi ạ. Thì hầu như là chủ xe cũ thì chỉ chạy rốt đa được cho mình về chiếc xe này thôi. Cô chú anh chị giờ mua chỉ việc là đổ xăng và đổ nhớt là chạy thôi ạ. Sẽ tiết kiệm được đâu đó là 100 triệu. Thì em sẽ review đi qua cho cô chú anh chị cùng nắm được về chiếc xe Toyota Avanza này. Thì chiếc xe này thì phiên bản này phiên bản mới nhất của Toyota phân phối tại thị trường Việt Nam năm 2022. Chiếc xe sử dụng hệ thống đèn pha và đèn cốt là sử dụng hệ thống đèn ánh sáng trắng, ánh sáng LED, đèn sương mù halogen. Chiếc xe này sử dụng hệ thống vành bánh xe là 16 inch. Em sẽ quay chi tiết thì chiếc vành bên phụ này thì cũng có một chút xước xát rồi ạ. Mới ạ. Chưa xước xát gì ạ. Vành đằng sau này cũng còn rất là mới á. Chỉ mỗi một bên phụ thôi ạ. Bên phụ ở hàng bánh trước thì có một chút xước xát thôi. Còn ba chiếc la răng đằng sau này thì cũng còn rất là đẹp và không có bị xước xát gì. Em quay qua hệ thống lốp dự phòng. Lốp dự phòng này chưa hạ cô chú anh chị ạ. Lốp dự phòng chưa hạ. Lốp dự phòng chưa hạ. Xe đã được trang bị là hệ thống dán phim cách nhiệt và trải sàn da. Lề ghế lỉ nguyên bản. Em kiểm tra km của chiếc xe này cho cô chú anh chị cùng nắm được. Chiếc xe này mới chạy 14.000 km thôi. Chưa đến 2 vạn, vạn rưỡi. Chuẩn bị đến 15.000 km là thay dầu rồi. Xe chạy rất lướt. Xe chạy rất lướt. Hiện tại 570 triệu, cô chú anh chị đang có nhu cầu gọi ngay cho em Vũ qua hotline 0343 834 834 để sở hữu ngay chiếc xe Toyota Avanza phiên bản số tự động màu trắng về để phục vụ cho công việc đi lại gia đình hoặc là kinh doanh dịch vụ ạ. Xe thì vẫn là ghế lỉ nguyên bản, trang bị thêm dán kính và trải sàn da thôi. Về chất lượng và cũng như hình thức của chiếc xe này là được bên Toyota bảo đảm cho cô chú anh chị là không đâm va, không tai nạn và không gặp nước. Hồ sơ pháp lý, thủ tục rõ ràng, cam kết, uy tín. Uy tín và chất lượng cao. Toyota Avanza Premium phiên bản số tự động màu trắng. Gọi ngay cho em Vũ qua hotline ở bên dưới màn hình để nhanh tay sở hữu chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại.